Câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại 0388 3 số cuối 098 với nội dung câu hỏi như sau. Khoai lang nhà tôi được 3,5 tháng tuổi, hiện nay thì kiểm tra củ khoai tôi thấy bị hà ăn nhiều, cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng thưa khán giả, sau đây sẽ là những giải đáp của chuyên gia dành cho câu hỏi của khán giả. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là khoai lang 3,5 tháng tuổi là chúng ta đã sắp thu hoạch rồi. Thế và đúng là nó gây thì hại từ sớm, từ lúc là củ nó còn nhỏ, còn non. Khi mà khoai đã bị bọ hà thì nó rất là đắng, chúng ta không thể ăn được, đấy cho nên rất nguy hiểm. Mà nếu như chúng ta trồng khoai lang liên tục, đấy, chúng ta cần phải xử lý đất triệt để, đấy là sạch vệ sinh đồng ruộng trước khi trồng, thì chúng ta có thể phải phun thuốc để phòng ngừa ở cái giai đoạn vừa trưởng thành nó tìm đến nó đẻ trứng hoặc là nó nở sâu non ấy, thì may ra mới được. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể phun thuốc chlorpyrifos etin hoặc là fipronil capo sulfan skipermethrin. Chúng ta phải phun những thuốc này thì nó mới chết được. Thế và phải phun từ rất sớm. Chứ còn trước khi thu hoạch một tháng là chúng ta cũng không nên phun nữa. Thứ nhất là nó để lại dư lượng. Thứ hai là lúc này thì nó cũng đã đục vào trong củ rồi. Đấy, chúng ta có phun chả có tác dụng gì nữa. Đấy, và người ta còn có dạng là chúng ta làm bẫy con trưởng thành. Nghĩa là chúng ta làm bẫy những cái bẫy mà có mùi hôi hoặc có mùi thơm. Đấy, ví dụ như ngày xưa người ta còn bẫy cả bằng phân trâu bò này, cho thuốc sâu vào trong đó. Thế xong rồi là con trưởng thành nó đến ăn thêm thì nó sẽ bị chết. Nó có thuốc nó sẽ bị chết. Một câu hỏi khác đến từ khán giả Bùi Trọng Bằng, số điện thoại 0369 3 số cuối 076 tại Gia Lai đã hỏi như sau. Nhà tôi có 3 xào chanh leo trồng được 4 tháng, hiện tượng là teo ngọn, lá nhăn, ngoài ra thì cây vẫn bình thường, bị vào mùa khô và dùng thuốc nhưng không thấy khỏi, cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng thưa anh Bằng, với mô tả của anh, chuyên gia đã tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái hiện tượng mà cây chanh bị teo ngọn, nghĩa là ngọn nó bị nhỏ lại, nó bị quăn queo lại và lá thì lại cũng bị nhăn, thì đây là đặc trưng của bệnh do virus nó gây hại hoặc là do các loài côn trùng chích hút, đấy nó bám ở đầu ngọn như dày, như dẹp, như bọ phấn, bọ trĩ, nó gây hại thì nó cũng làm tạo ra cái hiện tượng teo ngọn và lá nhăn. Thế nếu như bác không phát hiện thấy những con dày dẹp chích hút ở trên đó thì chứng tỏ nó bị từ trước đấy nó gây hại hoặc là do cây đã tiềm ẩn bệnh virus. Mà khi nó đã bị bệnh virus, nó lây lan từ giống, từ hạt giống, từ cây giống, vân vân, thì chúng ta rất khó để khắc phục. Đấy. Mà những cây này nó có ra hoa hay ra quả thì nó chỉ bé tí tẹo đấy, và nó không ra được, nó không phát triển được nữa, thì chúng ta cần phải nhổ bỏ, tiêu hủy. Và những loài dày, loài dẹp chích hút ở trên đó, nó cũng là môi giới truyền bệnh virus từ cây này, cái cây bị bệnh sang cây khỏe. Thế cho nên để phòng ngừa cái hiện tượng virus thì người ta phải phòng ngừa tiêu diệt những con này. Đấy, nó vừa gây hại trực tiếp, bản thân nó cũng làm hút dinh dưỡng, nó làm teo ngọn và nó làm nhăn lá. Hai nữa nó lại truyền bệnh virus. Đấy thì chúng ta phải diệt con này chứ. Hiện nay không có thuốc để đặc trị cái bệnh virus mà chỉ phòng là chính, nghĩa là trồng từ cây giống sạch bệnh, không bị bệnh. Thế và khi phát hiện thấy những con này, chúng ta phải phun ngay bằng một trong các thuốc trừ chích hút, ví dụ như dinotefuran hoặc là nitenpiram, etofenprox, thiamethoxam hoặc clothianidin. Chúng ta phải phun trừ các cái loại dày dẹp chích hút nó gây ra, và cái loại này thì nó cũng sinh trưởng phát triển và gây hại mạnh trong mùa khô. Đấy, cho nên bác nói là nó bị vào mùa khô là cũng trùng hợp với lại cái mùa mà các loài chích hút nó gây hại. Đấy thì bác cần phải phòng trừ và từ sớm khi phát hiện thấy chúng. Chứ nếu như mà chúng gây hại trực tiếp, không mang mầm bệnh virus, thì cây nó có thể hồi phục được, nó ra những nhánh mới, nó không bị bệnh. Thế nhưng còn nếu mà tiềm ẩn trong cây đã bị virus thì rất khó để hồi phục. Đấy, cho nên bác cần phải lưu ý những cây nào mà nó cứ còi cọc nhăn nhau, không thể ra hoa ra quả thì chúng ta nên nhổ bỏ, tiêu hủy. Chứ nếu có những con dày dẹp chích hút nó chích vào những cây đó thì nó lại chích sang cây khỏe, nó sẽ lây lan. Thì chúng ta không có thuốc để trừ virus mà. Thế cho nên chúng ta chỉ trừ có môi giới truyền bệnh và chúng ta chỉ làm tăng khả năng đề kháng của cây thôi. Cho nên chúng ta phải
phát hiện và phòng trừ từ sớm bằng những cái thuốc đặc trị trừ chích hút thì sẽ nó sẽ hạn chế được cái bệnh mà teo ngọn và lá nhằn trên cây chanh leo nhà bác.